Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Harley Davidson X440/2023 chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ. Harley Davidson X440/2023 là một kết quả của mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp của Harley Davidson và Hero Motor Group đến từ thị trường Ấn Độ, đánh mạnh vào thị trường mô tô phân khối lớn cỡ nhỏ tại châu Á. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Harley Davidson Ấn Độ đã công bố những ảnh đầu tiên về cái chiếc mô tô sắp được ra mắt của mình là X440, trước khi đã sẵn sàng lên kệ vào cuối năm 2023. Và đây, cái mẫu xe này sẽ cho chúng ta cái nhìn sơ lược về một cái sản phẩm đối thủ của Royal Enfield cùng với một cái gói trang bị và tính năng cơ bản của nó. Cái chiếc Harley Davidson X440/2023 phiên bản Ấn Độ được trang bị hệ thống cái phần đèn pha LED tích hợp cái đèn chạy ban ngày ELS, đèn hậu dẫn LED, đèn tín hiệu LED đi cùng với cụm đồng hồ cái được số hoàn toàn. Một cái điều đáng chú ý là cái cụm đồng hồ được nhìn thấy ở đây không cho biết cái chức năng có kết nối Bluetooth hay không, mặc dù chức năng này có thể có sẵn dưới dạng là phụ kiện tùy chọn. Các đặc điểm về kiểu dáng được lấy cảm hứng từ là Harley Davidson XR1200. Và cái chiếc xe hôm nay có mức giá cũng khá rẻ dành riêng cho thị trường Ấn Độ và có thiết kế cái phần đèn pha tròn, cái cụm đồng hồ tròn, tay lái thẳng, gương chiếu hậu hình tròn, bình xăng hình giọt nước và các góc cạnh đi cùng với phần đuôi, cái phần đuôi là tương đối là mập mạp, không giống như cái dòng X310 sẽ được bán trên thị trường quốc tế. Cái chiếc Harley Davidson X440 phiên bản của Ấn Độ sẽ có cái cụm đồng hồ được gắn ở vị trí trung tâm, bánh xe hợp kim. Công ty thì vẫn chưa được không công bố cái thông số kỹ thuật cơ khí của cái chiếc mô tô là Harley Davidson X440. Tuy nhiên chúng ta đang thấy cái tiết lộ cái bố cục xe đơn là mát bằng không khí. Một cái điều đáng chú ý, cái chiếc mô tô ở đây được nhìn thấy chiếc biển số là 4XX. Gợi ý cái chiếc mô tô này có dung tích trong khoảng là từ 400 đến 450cc. Cái động cơ sẽ được liên kết với một hộp số còn tài 6 cấp và có khả năng cung cấp cái công suất là hơn 20 mã lực, đi cùng mô bánh xoắn cụ thể có thể hơn 40 Nm. Về cái trang bị, có thể nhìn thấy chiếc xe sẽ trang bị một cái bộ phục hành trình ngược, cái bộ lò xo kép phía sau và phanh đĩa với bộ kẹp phanh có nguồn gốc đến từ Paris, mâm xe với đường kính và máy in đi cùng với cặp lớp là CEAT Zoom. Cái chiếc mô tô này đã đồng phát triển với là Hero Motor Group, một nhãn sức xe hai bánh cũng có tiếng tại Ấn Độ. Nó có thể được định giá trong khoảng là từ 2,5 đến 3 lakh, tương đương là từ 71 đến 85 triệu đồng. Sẽ cạnh tranh trực tiếp với cái chiếc Royal Enfield Classic 310 và Meteor 310 tại thị trường Ấn Độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đăng ký tiếp, nhấn like, share, subscribe.